Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Bắt đầu công tác bàn giao khu du lịch sinh thái Hàm Rồng. Điểm sáng thực hiện phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Trong phần tin quốc tế, đàm phán Nga-Mỹ về vấn đề Syria đi vào ngõ cụt. Bão tuyết hoành hành trên toàn Canada. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được khai mạc trọng thể. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các vụ thuộc Văn phòng Quốc hội, Ban tổ chức Trung ương, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, các huyện, thành phố, các đồng chí đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị tỉnh Lào Cai và 51 trên 56 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là kỳ họp cuối năm 2016, nên khối lượng công việc nhiều, những vấn đề được xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng. Đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tham dự kỳ họp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành thời gian để nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào nội dung kỳ họp, nhất là các giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Để nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp này có tính khả thi cao, đáp ứng sự mong mỏi, tin tưởng của cử tri trong tỉnh. Với tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng của kỳ họp, về chương trình, nội dung, tài liệu của kỳ họp đã được gửi trước đến các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đã tổ chức nghiên cứu, thảo luận tại tổ. Các ý kiến thảo luận đã được tổng hợp và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét và đã tổng hợp trình tại kỳ họp lần này. Để hoàn thành tốt chương trình, nội dung của kỳ họp trong hai ngày, ngày hôm nay và ngày mai, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tiếp tục nghiên cứu kỹ các nội dung, đóng góp các ý kiến có chất lượng đối với các báo cáo tờ trình để các nghị quyết được thông qua với chất lượng cao nhất. Với tinh thần đó, thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai trình bày báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, đầu tư phát triển năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017. Năm 2016 là năm đầu thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 15. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã sớm xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách trong tổ chức thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, điều hành linh hoạt, sáng tạo. Chính vì vậy, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, ước đạt 10,13%, vượt so với kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 294.000 tấn, vượt kế hoạch đề ra và tăng gần 3% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tỉnh, các cấp, ngành, địa phương quan tâm triển khai. Sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng cao. Giá trị năm 2016 tăng trên 21%. Nhiều dự án trọng điểm hoàn thành đi vào sản xuất. Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân tỉnh, tiếp tục tạo được uy tín đối với Chính phủ, các bộ ngành trung ương, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng cơ bản phát triển các công trình trọng điểm được tích cực triển khai, tổng vốn đầu tư xã hội tăng 15%, hoạt động thương mại dịch vụ đáp ứng được yêu cầu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,8%, xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu chính tăng, du lịch phát triển mạnh, lượng khách du lịch tăng 32% so với cùng kỳ,
thu ngân sách trên địa bàn đạt dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao vượt 39,2% so với dự toán Trung ương giao. Huy động tín dụng đạt khá, tổng vốn huy động tăng 24,6% so với cùng kỳ. Trên cơ sở nhận định tình hình, dự báo những thuận lợi, khó khăn, tác động, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất mục tiêu tổng quát, đó là phát triển tỉnh Lào Cai toàn diện, bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường, nâng cao tốc độ tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở phát huy tốt thế mạnh về du lịch, cửa khẩu, phát triển công nghiệp chế biến sâu với công nghệ hiện đại để gia tăng giá trị sản phẩm. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2017 có tổng số 25 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu chính. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%, GDP bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 300.000 tấn. Phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 24.400 tỷ đồng. Từ các mục tiêu chính nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất 7 nhóm giải pháp chính, đó là đẩy mạnh xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác điều hành của các cấp, các ngành và sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong thực hiện kế hoạch. Khai thác, phát huy tốt các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, đầu tư, tăng thu ngân sách trên địa bàn. Về phát triển các ngành kinh tế, chú trọng phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác. Chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị. Về lĩnh vực xã hội, tập trung phát triển giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các giải pháp về quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trong phiên khai mạc, các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, báo cáo tổng kết kết quả thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2016, kế hoạch năm 2017, báo cáo giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu tham dự kỳ họp đã nghe các báo cáo gồm tổng hợp kết quả thẩm tra của Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trước và sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Đã có 189 trên 190 ý kiến kiến nghị của cử tri được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp trước và sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, đã giao Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời đạt 94,7%. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tham gia ý kiến kiến nghị năm 2016. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14. Theo đó, kỳ họp khai mạc ngày 20 tháng 10, bế mạc ngày 23 tháng 11 năm 2016. Sau hơn một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng. Các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã có 2 lượt ý kiến tham gia phát biểu tại hội trường và 20 lượt ý kiến tại phiên thảo luận tại tổ. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, chương trình hoạt động năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai. Cũng trong buổi làm việc, có nhiều tờ trình được trình bày để các đại biểu xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Ngày mai, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15 sẽ bước vào ngày làm việc thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 đang diễn ra đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri trong toàn tỉnh. Qua theo dõi, phiên khai mạc được tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Đa số cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả mà tỉnh Lào Cai đạt được trong năm 2016, đồng thời mong muốn các đại biểu sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, quyết sách mới, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Những thông tin về kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 được người dân, nhất là những cựu chiến binh, người cao tuổi phường Duyên Hải đặc biệt quan tâm. Ngay từ sáng sớm, tại gia đình ông Đặng Đình Hội, tổ 4, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, mọi người đều thu xếp công việc, dành toàn bộ thời gian để theo dõi phiên khai mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Lào Cai.
bởi theo ông Hội, có nhiều vấn đề dân không biết, nhưng thông qua kỳ họp thì ông có thể tường tận nhiều điều. Chính vì thế, cũng như nhiều cử tri khác, họ đều nhận thấy được tầm quan trọng và ý nghĩa của kỳ họp này. Bản thân tôi là cán bộ nghỉ hưu, thì cũng rất quan tâm đến các cái chính sách xã hội, theo dõi cái chương trình thời sự đấy, của trung ương và của địa phương. Thì qua cái kỳ họp của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh này thì chúng tôi là một trong những cử tri đấy, là cựu chiến binh, là người cao tuổi, thì cũng theo sát các cái cũng mong muốn của cái cử tri chung của toàn tỉnh đấy. Và cái kỳ họp này là một cử tri chúng tôi cũng mong muốn là các đại biểu Hội đồng Nhân dân đưa ra những quyết sách để làm sao cải thiện được cuộc sống của nhân dân. Qua nghe phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh và báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017, các cử tri đều rất phấn khởi trước những thành tựu mà tỉnh Lào Cai đã đạt được trong năm qua, cũng như đồng tình với những chính sách mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề ra. Cũng mong rằng là các cái chính sách của nhà nước, các cái chế độ đãi ngộ đối với của Đảng nhà nước đối với các cái chức danh ở thôn bản thế rồi tổ dân phố đã quan tâm rồi, mong rằng là Đảng nhà nước quan tâm hơn đến cái chế độ chính sách này. Thì chúng tôi là những người có tâm huyết, nhưng ngược lại là về nhiều những cái là chúng tôi cũng không nắm được, chỉ là những người là có tâm huyết thôi. Bởi lý do đó cho nên là nên phát triển để đào tạo cho những giám đốc doanh nghiệp và có những cái kỹ năng về quản lý và phát triển cho nó tốt. Nhưng là một cử tri thì chúng tôi rất quan tâm cái không gian sinh hoạt của cộng đồng, nhất là các cái công trình mà trước đây tầm nhìn của vấn đề quy hoạch chưa quy hoạch về các cái điểm nhà sinh hoạt văn hóa, mà quỹ đất nhà sinh hoạt văn hóa thì quá hẹp. Qua cái họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng xem xét những cái công sở, những cái trụ sở mà những cơ sở vật chất còn các cơ quan cũ mà di chuyển về kia thì nên chuyển đổi cho cái hình thức để cho cái quỹ đất không gian công cộng sinh hoạt cộng đồng phát triển. Ngay trong ngày đầu diễn ra kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh, cử tri trên toàn tỉnh đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới các nội dung kỳ họp, qua đó thể hiện niềm tin, sự bày tỏ mong muốn, kỳ vọng đối với những quyết sách quan trọng của kỳ họp để mang lại đổi thay tích cực đối với cuộc sống người dân. Chấp hành quyết định số 2223 ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Du lịch Cao su Hàm Rồng, bắt đầu từ sáng ngày 13 tháng 12, Công ty Cổ phần Du lịch Cao su Hàm Rồng thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã chấm dứt hoạt động kinh doanh, thực hiện bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đầu tư, bàn giao nguyên trạng khu du lịch sinh thái Hàm Rồng cho chính quyền huyện Sapa quản lý. Việc bàn giao có sự tham gia của đại diện các ngành của tỉnh gồm Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Sapa và đại diện Công ty Cổ phần Du lịch Cao su Hàm Rồng. Nội dung bàn giao gồm bàn giao giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản cố định và người lao động từ Công ty Cổ phần Du lịch Cao su Hàm Rồng về cho Ủy ban Nhân dân huyện Sapa quản lý. Do có nhiều nội dung bàn giao nên công tác này sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới. Hàm Rồng là một trong những điểm du lịch trọng điểm, là điểm nhấn của Sapa, và việc để đầu tư cho nó xứng tầm với khu du lịch này trong tương lai lâu dài thì cái việc mà tỉnh thu về để huy động thêm nguồn lực, có sự tổ chức chỉ đạo cái bộ máy hoạt động một cách bài bản hơn, xứng tầm với cái việc mà phù hợp với khu du lịch trọng điểm Sapa, thì đây là một cái nhiệm vụ mà lâu dài và mục tiêu đặt ra là như vậy. Còn lại thì cái việc mà thực hiện bàn giao tới rồi là chuyển giao lại thì giữa tỉnh và tập đoàn thì đến nay diễn ra hết sức là tốt đẹp. Phía Công ty Cổ phần Du lịch Cao su Hàm Rồng đề nghị tỉnh Lào Cai xác định giá trị tài sản cố định mà công ty đã đầu tư vào dự án tại khu du lịch Hàm Rồng để hỗ trợ kinh phí cho đơn vị. Đồng thời, tỉnh Lào Cai tiếp nhận toàn bộ nhân sự quản lý và người lao động đang làm việc tại đây và mong muốn tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị triển khai các dự án khác trên địa bàn. Những kiến nghị này cơ bản nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của huyện Sapa và các ngành chức năng của tỉnh.
Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai vừa công bố quy hoạch chi tiết khu vực bờ tả sông Hồng, đoạn từ đầu cầu Phố Mới đến thôn Sơn Mãn, xã Vạn Hòa. Khu vực bờ tả sông Hồng, đoạn từ đầu cầu Phố Mới đến Sơn Mãn có tổng diện tích 29 ha, được phân khu thành 4 khu vực chính. Khu vực 1 là khu vực hiện trạng ổn định, bao gồm đất dân cư hiện trạng ổn định, tổ 34A, phường Phố Mới, đất dân cư ổn định thôn Hồng Sơn, xã Vạn Hòa và đất văn hóa. Khu vực 2 là khu vực xây dựng mới gồm đất dịch vụ, đất ở mới và một phần đất ở ổn định. Khu vực 3 là khu vực hiện trạng ổn định bao gồm trường tiểu học Sơn Mãn, đất văn hóa, đất tôn giáo và đất ở mới, biệt thự. Khu vực 4 là khu vực xây dựng mới bao gồm đất ở mới, biệt thự, đất cây xanh và đất trạm bơm nước thải. Đồn biên phòng Pha Long, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hai xã Tả Ngài Trồ và Pha Long, huyện Mường Khương tổ chức trao tặng ngựa và lợn nái sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn biên giới. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, góp phần cùng địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, huy động sức mạnh quần chúng nhân dân vào công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pha Long đã tổ chức quyên góp được hơn 30 triệu đồng để mua con giống tặng cho các hộ nghèo trên địa bàn. Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát các hộ nghèo trên địa bàn để tiếp tục vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ đồng bào vươn lên thoát nghèo với nhiều hình thức và cách làm hay, sáng tạo như giúp đỡ về con giống và nghiên cứu từng mô hình tăng gia sản xuất cho phù hợp với từng hộ gia đình, từng thôn và phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc vùng cao, góp phần sớm hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Chỉ còn thời gian ngắn nữa là kết thúc kế hoạch năm 2016. Hiện các sở ngành và các địa phương của tỉnh Lào Cai đang triển khai đồng bộ giải pháp thu, phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách 6.200 tỷ đồng theo quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đến thời điểm này, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã đạt trên 5.044 tỷ đồng, bằng 81,3% dự toán và tăng 5,7% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu nội địa đạt trên 3.606 tỷ đồng, đạt 85,9% dự toán địa phương và tăng 13% so với cùng kỳ. Một số khoản thu chủ yếu tập trung ở khu vực doanh nghiệp nhà nước, trung ương, địa phương, dịch vụ ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất. Thời gian từ nay đến cuối năm để thực hiện hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, các ngành thuộc khối tài chính sẽ tập trung đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn, chú trọng hơn nữa trong việc tăng số thu nội địa, thu từ đất, du lịch. Riêng đối với ngành thuế cũng tăng cường giám sát, kiểm tra hồ sơ theo đúng quy định, đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra mà Tổng cục Thuế giao, tập trung quản lý các nguồn thu lớn, địa bàn trọng điểm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch khẩn trương phối hợp với các ngành hữu quan và huyện Sapa, Bát Sát, thành phố Lào Cai khai thác xây dựng sản phẩm du lịch chuyên đề về hoa trong chương trình du lịch Sắc màu Tây Bắc thực hiện năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc. Theo đó, sẽ tổ chức lễ hội Hoa Xuân 2017 thành phố Lào Cai trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu tại đường An Dương Vương, chạy ven sông Hồng ở phía bắc thành phố Lào Cai. Ngoài ra, là lễ hội Hoa Xuân Sapa cũng được tổ chức trong dịp đầu xuân 2017 tại ga đi cáp treo Phan Xipang. Đặc biệt trong quý 1 và quý 2 năm 2017, lần đầu tiên tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình du lịch Mùa Hoa Đỗ Quyên dành cho du khách leo núi thăm hoa đỗ quyên đại thụ hàng trăm tuổi mọc trong vườn quốc gia Hoàng Liên Sapa hay rừng già Y Tý Bát Sát với nhiều màu hoa khác nhau. Lễ hội hoa tam sắc mạch do Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà và huyện Simacai tổ chức dịp đầu mùa hè 2017, tháng 3 và tháng 4 năm 2017 và đầu mùa thu 2017, tháng 9 và tháng 10 năm 2017, kết nối với vùng hoa tam sắc mạch của tỉnh Hà Giang cũng sẽ là sản phẩm du lịch mới thu hút du khách tới tham quan khám phá Tây Bắc. Mặc dù không phải xã điểm xây dựng nông thôn mới, nhưng Rền Sáng, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai lại là một trong những xã tiêu biểu, điển hình trong huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn. Nhiều hộ đã sẵn sàng ủng hộ tiền, công sức để làm đường với mong muốn đi lại thuận tiện hơn. Nậm Giàng 1 là một trong hai thôn của xã Rền Sáng đăng ký thôn điểm nông thôn mới. Cùng với nguồn xã hội hóa của các đơn vị doanh nghiệp, Rền Sáng đã huy động toàn bộ cán bộ, công chức và nhân dân trong thôn tham gia đổ bê tông tuyến đường ngõ xóm trong thôn với chiều dài 147 mét. Anh Tần Chỉn Vảng cũng đã cùng với các thành viên trong gia đình tham gia đổ bê tông tuyến đường thôn, mong muốn có được con đường sạch đẹp, đi lại thuận tiện hơn. Xã mình cho mình làm cái đường nông thôn này. Bây giờ mình ở trong nhóm này mình phải ra được một nhà, phải được có 4 người ra, 4 người có
hai người phải ra hai người. Làm chỉ khoảng tầm thế điều thì phải khoảng tầm 3 ngày xong mình thì đã được đi được đường đi để test rồi. Thực hiện phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, Dền Sáng đã có những cách làm hay sáng tạo trong tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí giao thông. Để có được sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi người dân, Đảng bộ chính quyền nơi đây luôn công khai minh bạch trong quá trình thực hiện. Đảng bộ xã đã đồng lòng là quyết tâm vận động nhân dân, vận động anh em cán bộ công chức xã, vận động các cái nhà hảo tâm giúp đỡ để mua được 10 tấn xi măng và mua được 36 khối cát với tổng giá trị là 30 triệu về để mà cùng với nhân dân tham gia làm đường. Với chủ trương đúng đắn về xây dựng nông thôn mới, cùng với sự đồng lòng chung sức của người dân, những tuyến đường giao thông nông thôn kiên cố đã và đang được các địa phương nối dài, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển theo hướng bền vững, sớm đưa Dền Sáng về đích trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là một trong các phong trào thi đua lớn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, mang ý nghĩa hết sức sâu sắc và thiết thực. Chính vì vậy, các cấp công đoàn bằng những hành động, việc làm cụ thể đã thực hiện rất hiệu quả phong trào này. Phóng sự dưới đây sẽ đề cập đến việc triển khai phong trào xanh sạch đẹp tại trường tiểu học Na Hối 1, huyện Bắc Hà. Đơn vị đã được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua chuyên đề xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động năm 2015. Một ngôi trường có diện tích không lớn nhưng gây ấn tượng mạnh với không gian tự nhiên rực rỡ sắc màu. Được trực tiếp tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, tự tay trang trí, chăm sóc cho cảnh quan nhà trường. Đây là những trải nghiệm thú vị với các em học sinh trường tiểu học Na Hối 1, huyện Bắc Hà. Hàng ngày em thường cùng các bạn ra đây tưới hoa và nhổ cỏ cho hoa. Mỗi khi hoa tươi và sạch cỏ, em thấy trường rất là đẹp, hoa rất là đẹp ạ. Em thấy rất là vui ạ. Từ năm học 2011-2012, tổ chức công đoàn nhà trường đã cùng ban giám hiệu đưa ra các giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai xây dựng mô hình trường học xanh thân thiện với phương châm chủ động, không trông chờ kinh phí, huy động mọi nguồn xã hội hóa như vận động sự hỗ trợ đóng góp của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, sự ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh, đặc biệt là nguồn đóng góp từ chính tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Công đoàn trường cũng đã phối hợp với đoàn thanh niên phân công nhiệm vụ cho đoàn viên công đoàn phụ trách chăm sóc từng khu vực để phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân với tập thể. Chúng tôi chỉ đạo công đoàn viên nhận thức cao về cái mỗi ngày đến trường là một ngày vui và xây dựng cái khung cảnh trường lớp luôn xanh sạch và thân thiện để từ đó học sinh luôn yêu trường, mến lớp và luôn giáo dục học sinh toàn diện, cho đồng thời giáo dục ý thức cho học sinh, giáo viên và học sinh và tự giác đồng lòng, chung tay, chung sức để xây dựng trường lớp ngày một xanh, sạch đẹp và thân thiện. Những nỗ lực của công đoàn và nhà trường đã được đền đáp xứng đáng. Một ngôi trường giáo dục lý tưởng, kiểu mẫu với nhiều loại cây xanh bóng mát, những bồn hoa đủ sắc màu, tạo nên một bức tranh tổng thể khá sinh động, gần gũi và thân thiện đã được hình thành. Và không dừng lại ở đó, chính các thầy cô giáo, các đoàn viên công đoàn lại tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc duy trì và phát triển mô hình này để làm tấm gương cho học sinh noi theo. Toàn thể cán bộ trong nhà trường để tham gia lao động vệ sinh trong nhà trường, tôi thấy công việc rất là hữu ích. Thứ nhất là giáo dục tư tưởng, kỹ năng sống cho các em học sinh. Thứ hai là nhận thức về mỗi cá nhân trong đoàn thanh niên, trong nhà trường đều có nhận thức là mỗi người một việc làm cụ thể, đóng góp cho môi trường, trường học chúng tôi luôn được xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện. Đến nay, mô hình trường học xanh thân thiện ở trường tiểu học Na Hối 1 đang dần được hình thành rõ nét và phát huy hiệu quả. Các em học sinh yêu trường, yêu lớp hơn, tích cực hơn trong học tập, rèn luyện và bảo vệ môi trường. Không chỉ riêng công đoàn cơ sở trường tiểu học Na Hối 1, mà tại Bắc Hà,
cũng như ở tất cả các địa phương của Lào Cai, các cấp công đoàn đã và đang triển khai rất hiệu quả phong trào thi đua xanh sạch đẹp bằng nhiều cách làm cụ thể thiết thực. Nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong chuyên mục Lao động Công đoàn, phát sóng vào 20h45 phút ngay sau chương trình thời sự. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý. Hôm qua ngày 12 tháng 12, Tổng thống Pháp François Hollande đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Hy Lạp Prokopis Palopoulos tại Paris. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình nợ công của Hy Lạp cũng như cuộc khủng hoảng người nhập cư, những vấn đề nổi cộm tại châu Âu hiện nay. Tại cuộc gặp, Tổng thống Hollande nhận định Hy Lạp đã thực hiện các cam kết của mình. Do đó, châu Âu cần phải tiếp tục hỗ trợ Hy Lạp giải quyết các khó khăn tài chính như thỏa thuận đã ký. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras và Quốc hội nước này đã giữ các cam kết trong thỏa thuận đã ký kết. Và giờ là lúc châu Âu giữ cam kết của mình với những kiểm chứng cần thiết và những chi tiết đã yêu cầu. Chúng ta cần phải tiến lên phía trước để Hy Lạp có thể tìm được một viễn cảnh tăng trưởng. Và điều này là khả thi đối với các kết quả hiện nay. Bên cạnh vấn đề tài chính của Hy Lạp, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về cuộc khủng hoảng người di cư mà Hy Lạp là một trong những quốc gia ở đầu chiến tuyến. Cuộc gặp của chúng tôi lần này diễn ra trong một thời điểm nhạy cảm, khi mà bầu trời châu Âu đang bị phủ bóng đen bởi các mối đe dọa. Mối đe dọa đầu tiên là khủng hoảng kinh tế, mối đe dọa thứ hai là làn sóng người nhập cư. Tuần trước, Hy Lạp đã nhận được giải ngân một phần trong gói cứu trợ thứ ba sau khi nhóm các chủ nợ trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone đánh giá Athens đã thực hiện tốt các cam kết về mục tiêu ngân sách và cải cách kinh tế. Giới chức Hy Lạp hy vọng thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế cũng sẽ cho phép nước này tham gia vào chương trình mua bán tài sản của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào đầu năm nay. Các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ về cuộc xung đột tại Syria đã đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, Moscow vẫn sẵn sàng đàm phán với Washington về việc mở tuyến đường rút lui cho các nhóm đối lập ở quốc gia Trung Đông này. Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra ngày hôm qua, trong bối cảnh hàng loạt cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa hai bên đã không thu được kết quả nào. Phát biểu trong chuyến thăm Serbia, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng đàm phán nhanh với Washington về việc mở hành lang cho các nhóm đối lập rút khỏi Aleppo. Theo ông, hai bên cần nhất trí về vấn đề này trước khi áp đặt bất cứ thỏa thuận ngừng bắn nào tại đây. Vấn đề rất đơn giản. Dựa trên kinh nghiệm trước đó của chúng tôi, các nhóm phiến quân sẽ lợi dụng lệnh ngừng bắn để tái hợp lực lượng, nhận thêm hỏa lực từ nước ngoài và khủng bố dân thường dữ dội hơn. Do đó, trước hết hai bên cần nhất trí việc thành lập hành lang rút lui. Chúng tôi có thể nhất trí nhanh chóng với Mỹ về vấn đề đó. Ngoại trưởng Nga khẳng định, trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ John Kerry tại Italy mới đây, Washington đã nhất trí phương án trên của Moscow, thậm chí đã trao đổi ý kiến trên văn bản. Song, chỉ 3 ngày sau đó, hai bên lại rơi vào bế tắc khi Mỹ rút lại sự ủng hộ này và trở về quan điểm cũ rằng cần áp đặt một lệnh ngừng bắn kéo dài từ 3 đến 7 ngày trước khi mở bất cứ một hành lang nào. Kết quả kiểm phiếu lại tại bang Wisconsin liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 8 tháng 11 đã xác nhận ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã giành chiến thắng tại bang này. Theo báo cáo sơ bộ do Ủy ban bầu cử Wisconsin công bố ngày hôm qua, Tổng thống đắc cử Donald Trump vẫn là người giành chiến thắng tại bang này với số phiếu lên tới hơn 22.000 phiếu, tăng 131 phiếu so với kết quả công bố hồi tháng 11. Kết quả kiểm phiếu nói trên được công bố sau khi ứng cử viên đảng xanh Jill Stein gây quỹ hơn 7 triệu đô la Mỹ chi trả cho công tác kiểm phiếu lại. Bà Stein cho biết hoạt động này là cần thiết bởi nhiều khả năng hệ thống bầu cử đã bị ảnh hưởng từ những vấn đề an ninh mạng. Ngoài Wisconsin, bà Stein còn yêu cầu kiểm phiếu lại tại Michigan và Pennsylvania, những bang chiến địa mang yếu tố quyết định cho chiến thắng của tỷ phú Trump. Canada đang trải qua những ngày đầu đông khắc nghiệt với những trận bão tuyết lớn hoành hành trên quy mô toàn đất nước, kéo theo nền nhiệt hạ thấp tới âm hàng chục độ C. Tuyết rơi dày đã làm tê liệt hoạt động giao thông và gây ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người dân. Dù mới chớm đông, song tuyết trắng và không khí lạnh âm hàng chục độ C đã bao phủ hầu hết các vùng ở Canada. Bão tuyết kèm theo sức gió lên tới 15 km/h khiến nền nhiệt tại các tỉnh ở miền Tây dao động từ âm 20 đến âm 30 độ C, thậm chí có nơi xuống tới âm 40 độ C.
Tuyết rơi dày khiến nhiều tuyến xe buýt bị hủy hoặc hoãn để tạo điều kiện cho lực lượng cứu hộ giải muối, dọn tuyết. Đường xá trơn trượt, tầm nhìn giảm do bão tuyết dày đặc đe dọa làm tăng nguy cơ tai nạn và ùn tắc giao thông. Thời tiết khắc nghiệt buộc chính quyền các địa phương và trung tâm tạm trú phải bố trí thêm chỗ ngủ, đồng thời bổ sung quần áo cho những người vô gia cư. Tuyết ở khắp mọi nơi với mật độ dày đặc và chúng tôi đều cố gắng để thích nghi. Bão tuyết cản trở việc đi lại trên đường và ảnh hưởng đến việc lái xe, nhưng chính quyền thành phố đã rất nỗ lực dọn tuyết, giải muối trên đường. Với điều kiện thời tiết như thế này thì dậy sớm vào buổi sáng sẽ là một thử thách, nhưng đó là cuộc sống. Tôi cho rằng thời tiết ở thủ đô vẫn còn đỡ khắc nghiệt hơn những nơi khác trên cả nước. Dự báo giá rét và bão tuyết sẽ còn kéo dài thêm vài ngày nữa, không chỉ ở Canada mà ở cả Mỹ, do tác động của lốc xoáy vùng cực, một khối không khí lớn, rất lạnh và liên tục xoáy tròn theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Hôm qua, Venezuela đã ra quyết định đóng cửa biên giới với quốc gia láng giềng Colombia trong vòng 72 giờ. Trong một tuyên bố, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc các băng đảng mafia đang âm mưu tuần qua cửa khẩu hàng triệu Bolivar bất hợp pháp với mục đích gây bất ổn cho nền kinh tế nước này. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, Tổng thống Maduro giải thích nguyên nhân quyết định đóng cửa biên giới với Colombia bởi có thế lực đang âm mưu gây bất ổn nền kinh tế thông qua cuộc chiến tiền tệ. Tổng thống Maduro cũng cho biết đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Colombia Juan Manuel Santos về vấn đề này. Động thái này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Maduro tuyên bố ngừng lưu hành tờ 100 Bolivar, đồng tiền có mệnh giá lớn nhất hiện nay của Venezuela. Còn tại thực địa, cũng trong ngày hôm qua, quân đội Syria tiếp tục giành thêm quyền kiểm soát tại Aleppo. Một số nguồn tin cho hay Syria có thể sớm tuyên bố giải phóng hoàn toàn thành phố chiến lược này. Tuy nhiên, tình hình chiến sự tại thành phố cổ Palmyra lại không được thuận lợi khi các tay súng IS đã chiếm được một căn cứ không quân lớn của Nga và Syria tại đây. Đại diện quân đội Syria hôm qua cho biết cuộc chiến tại Aleppo đang ở giai đoạn cuối cùng và giao tranh sắp kết thúc. Theo truyền thông địa phương, quân đội Syria hiện đã kiểm soát khu vực Sukari ở đông nam Aleppo. Với việc để mất Sukari, các nhóm phiến quân ở Aleppo đang bị kẹt trong hai khu vực còn lại ở đông nam thành phố là Bustan al-Qasr và Kalase. Tính đến nay, quân đội Syria cũng đã kiểm soát 7 khu vực, trong đó quan trọng nhất là Sheikh Zayed, nơi có địa thế chiến lược để theo dõi và tấn công những khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát. Hiện quân chính phủ đang kiểm soát tới 99% khu vực từng do các nhóm đối lập chiếm giữ ở phía đông Aleppo. Còn tại Palmyra, điểm nóng mới ở Syria, IS hôm qua đã chiếm được một căn cứ không quân lớn của Nga và Syria. Theo giới quan sát, việc IS tái chiếm Palmyra được đánh giá sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình chiến sự tại Aleppo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.